Kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Cây Giống Anh Trung ạ. Hôm nay em giới thiệu với các cô bác, các anh chị và các bạn mấy cái cây vú sữa hoàng kim, cây sai lớn của nhà em nhé. Cây sai lớn đang rất là nhiều quả, quả cũng khá to rồi. Cái cây này rất là sai nhé các cô bác, anh chị nhé. Với cái mức độ nắng nóng ở miền Bắc như cái đợt vừa rồi ấy, toàn là lên đến 40, hơn 40 độ ấy, thì vú sữa hoàng kim để mà đậu được như này thì thực sự là rất là hiếm. Cây phải khỏe lắm thì mới đậu được ạ. Như cái cây này, cái cây này gốc cũng khá là to. Gốc vanh tầm khoảng 24-25. Cành tán thì rất là tròn đều ạ. Đây, quả đây nha các cô bác anh chị nhé. Đây lá đây ạ. Lá to. Vú sữa hoàng kim thì em cũng giới thiệu với mọi người nhiều rồi. Quả vàng óng rất là đẹp và đặc biệt là lá xanh tốt quanh năm. Đây, với những cái cây to như thế này thì nhiệt độ miền Bắc đang thì cực kỳ là nắng nóng mà cây nó vẫn phát triển tốt, quả lớn nhanh và đặc biệt là lá xanh như thế này thì chứng tỏ là cái cây của nó rất là thích nghi ạ. Những cái cây vú sữa hoàng kim này các cô bác anh chị có thể trồng làm cảnh. Mọi người nhìn thấy những cái quả to đùng ở bên trên không ạ? Mọi người có thể trồng làm cảnh. Bởi vì cái quả nó thì màu rất là đẹp và đặc biệt là với vú sữa hoàng kim này chúng ta có thể làm bóng mát. Cực kỳ là phong thủy luôn, phong thủy từ cái tên gọi của nó trở đi ạ. Cái cây này cao khoảng 3 mét nhé các cô bác anh chị nhé. Cao hơn 3 mét ạ. Và em giới thiệu với mọi người một cái cây này. Vanh gốc cũng tầm khoảng 25-26. Quả đây ạ. Quả đây nhìn yêu chưa? Cây này có ít quả thôi nhưng mà quả thì rất là to. Cái cây này cũng cao khoảng 2m6 đến 2m8. Cây này thì thấp hơn cây kia một chút. Nói chung là vú sữa hoàng kim thì mấy cái cây cỡ này thì cây nào cũng tán rất là đẹp nhé các cô bác anh chị nhé. Cây nào tán cũng rất là đẹp luôn ạ. Cái tầm nắng như mấy cái hôm vừa rồi thì mà những cái cây nào mà ở gần cái đường gần bê tông như thế này ấy thì nói chung là hầu như là lá cũng hỏng nhiều. Nhưng riêng cây vú sữa hoàng kim này phải nói là nó rất là khỏe luôn. Về cái quả của nó thì em cũng giới thiệu với mọi người nhiều rồi. Ăn cái vú sữa hoàng kim này này nó có cái vị ngọt mát, ăn gần như là thạch ấy. Những cái cây mà tán sum xuê như thế này thì các cô bác anh chị có thể trồng vào chậu. Có thể trồng vào chậu làm cảnh rất là đẹp luôn. Nhất là tán thấp như thế này nữa. Một năm thì nó có thể ra quả khoảng 3 lần, 3-4 lần. Một năm nó có thể ra quả khoảng 3-4 lần thì mọi người trồng ở cái chậu ấy thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Quả vàng óng và lá xanh mướt. Bên cạnh đây là cây trà là nhé các cô bác anh chị nhé.
Nhà em thì ngoài những cái cây giống, cây nhập khẩu, cây giống hoặc là cây nhỡ ra thì cũng có rất nhiều cây công trình bóng mát lớn. Các cô bác anh chị có nhu cầu về cái cây bóng mát thì cũng cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0977 516 966. Em sẽ tư vấn cho mọi người trồng cái cây nào phù hợp nhất ạ. Đây, và em giới thiệu với mọi người cái cây này là cây thứ ba. Cây này là cây thứ ba. Cây này thì gốc to, vanh 30, vanh trên 30. Thế nhưng mà cây này thì bị rụng hết quả, chỉ còn những cái quả bé bé thôi. Hoa thì mình cũng rụng hết ạ. Cây này tán cũng khá là đẹp. Và đây là cây thứ 4 nhá các cô bác anh chị nhá. Cái cây này thì cũng chỉ cao khoảng 2m6 đến 2m8 thôi. Cây này gốc vanh khoảng 28. Cây này cũng đang đang có quả này. Nhưng quả nó chưa to bằng mấy cái cây kia em vừa quay. Xum xuê và tròn. Còn đây là cây số 5 ạ. Đây là cây số 5. Cái cây này vanh cũng khoảng 28. Đây, quả đây. Cây này quả cũng rất là sai nhé các cô bác anh chị nhé. Cây này thì thấp, thân thấp nhưng mà tán tán rộng và tròn. Và đây đây là cây số 6 ạ. Đây là cây số 6. Cây này cũng sai quả lắm. Quả bé quả to đều có. Cái cây này vanh cũng khoảng 28 đến 30 ấy, gốc cũng khá là to. Thấp thân thấp nhưng mà cành tán thì tán tròn, sum xuê. Đối với những cái cây như thế này thì các cô bác anh chị có thể trồng vào chậu, có thể trồng vào chậu để làm cây cảnh rất là đẹp luôn. Hôm nay em quay giới thiệu với các cô bác anh chị và các bạn 6 cái cây vú sữa hoàng kim này nhá. Các cô bác anh chị mà muốn tham khảo, muốn trồng những cái cây này ấy, các cô bác anh chị cần cây số mấy thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0977 516 966. Em sẽ báo giá từng cây ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ.